là nó kiểu con trai con kia nhắn tin thử thử có anh kêu anh ơi, cái tới giờ 11 giờ mấy hay 10 mấy á mới nhắn tin lại là ơi anh đây, cái hỏi rồi khỏe chưa, bé này kia chưa, rồi hỏi cái thai con á hay cái có giữ lại được không á. Thì lúc đó con có biết cái thai nằm ngoài tử cung mà con có biết nó giữ lại được không. Con biết, tại vì cái tướng nó to quá, đẩy ra không nổi. Có nghĩa là con không có đồng ý đúng không, là có nghĩa cái hành vi đó là hành vi nó như là cưỡng bức là ép buộc á, ép buộc đúng rồi. Sao lúc là ép buộc rồi, sao lúc đó con cũng la lên? Dạ cũng có la mà nó miệng sao la, nó bực mình con, nó có hầm dọ gì? Dạ không, nó không hầm dọ. Dạ, mến chào quý ông bà cô chú trong nước và ngoài nước nha. Thì ngày hôm nay là mấy anh em đang có mặt tại bệnh viện Từ Dũ. Thì theo cái người trước mặt của quý ông bà cô chú đó là cũng có nhờ mấy anh em đến đây để mà chia sẻ một cái câu chuyện về con của anh ấy. Thì kế bên đó là đứa bé gái, năm nay bé 12 tuổi. Thì cái câu chuyện này như thế nào thì bây giờ Thái mời quý ông bà cô chú cùng nghe cái câu chuyện từ cái người cha. Thì em chào anh nha. Thì trước hết thì anh có thể là giới thiệu về tên của mình và tên của bé để cho cô chú anh chị biết được không ạ? Em tên Diễn, bé thì là tên Tiên, tên thì Cẩm Tiên. Anh nó lớn là tên bà nha. Bé thì là thì Cẩm Tiên, còn em là tên Diễn. Anh là tên Diễn, có thể là trình bày ạ? Thì nói chung là em cũng nhờ anh em cộng qua cũng gọi cho bố, thì cũng nhờ bố là thì bây giờ bệnh viện nó chưa đóng tiền phí hơi cao quá, thì em không có còn khả năng để đóng kinh phí nữa. Thì cũng nhà cũng có thằng bệnh cũng đang nằm ở dưới tầng 2, mình cũng có lần trước cũng có nhà bố, thì hôm qua cũng có gọi nói với bố thì tình trạng của bé gái nó bị người ta hãm hại này kia gì đó, thì cũng có nói với bố thật cho bố nghe vậy đó. Thì mình là chuyển nhà bố với mấy anh em là chia sẻ để cho có cái kinh phí để lo cho bé tới nhà bé ra về. Bây giờ trong người dạy còn chưa được 500 ngàn, nhưng mà sáng nó ra kinh phí nó đóng tạm ứng là thêm 5 triệu, thêm tiền 5 triệu nữa thì mình không còn đủ khả năng để em đóng. Thì giờ bữa đầu tiên vô thì ở dưới phòng cấp cứu là đóng hết 2 triệu rồi. Rồi lên đây đóng thêm 5 triệu là hết 7 triệu. Thì hôm qua lên phẫu thuật em đóng 5 triệu, đóng 3 triệu nữa là 10 triệu rồi. Và bây giờ nó kêu đóng được nữa. Nhưng mà em phải chia sẻ là tại sao mà bé bị cái gì mà anh dẫn vô đây nè? Cái năm vừa rồi là bé học lớp 6, thì bé đang học ở bên đây với em. Thì khi là mẹ bé qua bắt bé về bên Phú Quốc á, là bé đang học lớp 6 được mấy tháng gì đó, vô học mấy tháng. Thì khi là bé đi về ngoại thì bé vẫn bình thường, không có gì hết. Thì cái ngày hôm bữa mùng 5 Tết thì mẹ bé mới chở bé vô trong này và đưa bà về bên đây cho em lại. Thì em cũng không có biết là bé nó bị gì hết. Thì ăn Tết rồi dẫn con cho nó ăn Tết thì ghi xong hết rồi mới lên Bình Dương làm. Thì lên tới Bình Dương làm á, thì vô làm ở công ty gỗ ở Bình Dương á, thì nó làm được đâu 7-8 ngày vậy đó là mới phát hiện ra là huyết nó ra nhiều quá. Huyết nó ra nhiều quá với lại nó đang với bụng, đau với dạ bụng nè. Thì xong mới chở đi khám. Thì đi khám thì phát hiện là bé nó có thai ngoài tử cung đó. Thì mà ở trên Bình Dương thì nó chẩn đoán là 6 tuần, mà khi xuống đây thì bác sĩ không có nói là tình, mà bác sĩ cái xét nghiệm máu á, thì là trong máu của bé là đã có thai. Có thai với lại siêu âm thì nó chỉ có gò lên một cái cục ở ngoài tử cung khoảng tầm bự hơn cái chân gian thôi. Mà càng ngày thì nó càng tăng chứ nó không có giảm.
thì bắt buộc nói là bác nói là chăn nuôi thứ hai em vô bữa thứ sáu, thì bác nói là thứ hai có thể là đưa bé lên phẫu thuật. Thì khi phẫu thuật ngày hôm qua là hôm qua xong ngày hôm qua. Cho chú hỏi con nha, thì Tiên nè, thì con với cái người đó là như thế nào, con có thể là chia sẻ không? Dạ, con với người đó là không có cười, nói đàng hoàng, không có cười. Bồ ha. Rồi con quen với người đó bao lâu rồi? Một hai tháng. Một hai tháng ha. Một hai tháng rồi là có nảy sinh tình cảm không? Cũng có. Cũng có ha, nhưng mà cái người đó bao nhiêu tuổi? Dạ, 79 tuổi. 19 tuổi ha. Nó 2K4. Ừ, 2K4. Rồi và cái lúc đó là con có giống như là và con có nghĩ tới là hai người sẽ như thế nào không? Dạ không. Là con chỉ nghĩ là chỉ là bạn bè bình thường thôi ha. Cái câu chuyện của con á, khi mà quen cái người đó rồi sau tiếp tục sau mà xảy ra cái chuyện giống như vậy rồi, con kể lại cho cô chú nghe đi. Dạ, lúc mà Tết á, con đi chơi đi qua đêm. Nhưng mà con đi chơi mà con gặp cái tin nhắn, nó nhắn tin là nó rủ con đi ăn. Con rủ thêm ba đứa bạn con thêm nữa. Cái đi ăn, cái ba đứa kia nói là có việc trục xuất nó về, cái nó mới dẫn con đi. Thì dẫn con đi đâu? Dạ đúng rồi. Khi con vô trong đó làm sao con nói cho cô chú? Con nói với nó là con muốn vô, như là con kêu nó đưa gì con về á. Điện thoại con cũng bỏ ở nhà, con không muốn gọi ai. Ừ, rồi chơi con bỏ đi khỏi nhà ha. Dạ đúng rồi. Người đó là năm 2004 không? Dạ đúng rồi. Là 19 tuổi. Còn con là năm mai bao nhiêu? 12 hả? Dạ 12. 12 tuổi. Là vô đó nó làm gì con? Con biết, tại vì cái tướng nó to á, đẩy ra không nổi. Có nghĩa là con không có đồng ý đúng không? Là có như cái hành vi đó là hành vi nó như là cưỡng bức, là ép buộc á. Ép buộc đúng rồi. Cơ sao lúc gì là ép buộc rồi? Sao lúc đó con không la lên? Dạ cũng có la mà nó miệng sao la. Nó bầm miệng con hả? Nó có hăm dọa gì dạ con? Dạ không, nó không hăm dọa. Nó bầm miệng không biết. Bé còn nhỏ quá. Dạ. Chưa có nhận thức được cái gì. Chung là bé nó không có biết, nó không có hiểu được cái gì hết trơn á. Nhưng mà mình nói thì nó nghe, nó biết thôi, chứ còn không nói thì nó cũng không biết cái gì hết. Dạ. Nó đang học lớp 6, nếu mà năm nay nó học thẳng lúc là năm nay nó lên được lớp 7 á. Bé vừa mà học lớp 6 thì mẹ đem bé ra ngoài mẹ Phú Quốc. Đem đi về, bác đem ra Phú Quốc. Thì quê ở Phú Quốc. Tại sao mà bé đang học ở đây mà tại sao bắt bé ra ngoài? Thì lúc nhỏ, lúc đó là nó ở với em, từ nhỏ tới lớn nó ở với em. Khi đó là hai chồng, nói chung là cũng có gây cấn cái chuyện về bé này à. Nó đòi bắt đem về ngoại thì em nói là nếu mà bé đang học như thế này mà mày muốn bắt đi thì mày cứ bắt, thì cái đó là tùy theo mày thôi, mày mới bị suy nghĩ thì mày muốn bắt thì bắt. Em cũng là nuôi hai đứa thì em còn thằng bệnh ông bố biết nè đó, thì nó về trong này, nó về nó bắt đi thì nó bắt đi thì em cũng để cho nó bắt, thì xong rồi nó về ngoại mình nghĩ là để cho nó cho học, cho con học đàng hoàng thôi, chứ mình không có nghĩ là nó này kia nọ. Rồi á là lúc đó em mới nói thôi, mẹ con nó bắt thì kệ nó đi. Nó về ngoài thì khi hồi hôm Tết á là con bé này về, em mới hỏi tại sao con đòi về cha. Thì nó nói là cha dượng nhậu vô xỉn vô rồi chửi mắng này kia nọ gì đó. Rồi nó buồn, nó chán, nó không muốn ở ngoài nữa, nó về thì nó đòi về cha. Thì khi về trong đây thì em hỏi nhà trường cho nó học lại, thì bên nhà trường nói là nếu mà nó học lại thì phải học lại lớp 5 chứ không học được lớp 6 đó, tại vì nó mới vô học được có mấy tháng gì đó. Thì có nghĩa là bây giờ là anh với chị đã ly hôn rồi? Dạ đúng rồi, hai người đi vậy nó gần 8 năm rồi. Và trong quá trình đó là anh là người nuôi bé? Dạ đúng rồi. Rồi sau này là mẹ mới muốn bắt bé về giùm cho mẹ nuôi? Dạ. Là trong cái thời gian khoảng bao lâu rồi bé mới đi ra ngoài? Khoảng tầm 10 tháng về ngoại, chúng ta khoảng tầm 10 tháng. 10 tháng nha, về bên mẹ tầm 10 tháng nha. Khoảng 10 tháng. Có sự việc xảy ra thì trước Tết đúng không? Xảy ra thì mẹ nó cũng không biết luôn, đằng này cũng không biết luôn. Không ai biết hết, là mới xảy ra là mới phát hiện ra là khoảng tầm một tuần nay thôi.
Rồi bây giờ cái câu chuyện này, cái gia đình của cậu thanh niên nó có biết không? À, có biết. Khi cái ngày phát hiện bé nó phát hiện lên á, là con có kêu con bé nhắn tin cho thằng đó là xin số điện thoại của gia đình nó, và để con gọi trực tiếp để nói chuyện với gia đình. Thì nghe nói là thằng đó thì cũng là ba mẹ nó thôi nha, cũng như hai chồng con vậy đó. Thì nó ở với bà nội. Thì con gọi trực tiếp cho bà nội nó, thì bà nội nó nói là bây giờ đưa bé lên viện Từ Dũ đi để lo sức khỏe cho bé trước. Thì khi để sắp xếp bữa hai á, là bà nội nó lên đây. Thì từ cái ngày bữa hôm bữa thứ tư tới nay á, là không nghe tin tức gì để gọi cho con hỏi thăm hết. Dạ. Không gọi hỏi thăm cho con, hỏi thăm mà bé như thế nào, hoặc là bé như bé có bớt hay là giảm như thế nào hay không, mà hứa con chỉ có 2 ngày lên đây thôi. Thì con cũng không có trình báo công an gì hết từ cái ngày thứ tư tới ngày thứ bảy mới vừa rồi đó. Thì con không có nói bệnh trình báo công an gì hết tất cả. Tới nay là chưa trình báo công an. Không, con kể con kể hết cho nghe. Thì khi cái ngày thứ bảy thì bác sĩ có nói chuyện với con là về cái tình trạng của bé là phải lên phẫu thuật gấp. Tại vì thấy những cái nhiệt độ mà gan với lại tim nó nhảy cao quá, không có tiêm thuốc mà để cho tan được. Đó, thì con mới thấy vậy, con mới nói với phần bé, bảo hiểm của bé nó cũng hết hạn nữa. Con mới gọi về Phú Quốc á, là bên chỗ bên công tác xã hội mà bên bảo hiểm á, là con nhờ lại đăng ký thêm cái bảo hiểm. Thì người ta mới hỏi là tình trạng bé như thế nào mà phải nằm phải mổ gấp. Thì con mới kể ra cái tình trạng như thế này. Thì chị đó mới gọi bên công an điều tra ở Phú Quốc. Công an điều tra cũng mất, mới gọi vô cho em. Thì em cũng trình báo là bé nó bị như gì vậy đó. Thì ngày hôm qua là bên công an điều tra cũng mất là có vào vô đây, là để cái lấy cái mẫu mà khi phẫu thuật đó, là đưa đi xét nghiệm với đây em, là để có ba đứa bé là ai. Thì không là thì cũng cái con cũng chỉ là nói qua bên điện thoại thôi, chứ cũng chưa trực tiếp là tới chỗ đồng công an. Thì hôm qua người ta cũng có vô đây lấy công kết với lại lấy những hồ sơ mẫu này kia nọ là đi xét nghiệm hết, những là công an điều tra Phú Quốc á, do hợp với công an Sài Gòn. Vừa mấy ngày nay vô đây tiền ngày viện phí thì ở bên gia đình của cậu thanh niên nó chưa không có ai đưa ngàn nào hết. Khi con hắn đưa bé này xuống đây là con chỉ trong túi con còn đúng 1 triệu, là con mới mượn của cái chị Như Ý ở bên này, là cái chị hôm bữa mà nhờ đưa bé vô đây để khám bệnh này kia đâu, mình không ngắm đâu có biết đâu, rồi nhờ chị đó chị ra chị đóng tiền viện phí luôn á. Thì con tầng này cũng chưa có ngàn nào trong người bỏ ra hết. Chỉ có tiền ăn, để tiền ăn cho nó với cái mấy chị đây cho để mua đồ ăn cho nó. Này tiền bữa giờ đóng tiền viện là chị ấy đó là chị bỏ ra chị đóng luôn đó. Thì cái tình trạng như bé như vậy này, tại chị đó cũng thương nó lắm. Thì lúc ông Tết thì kêu là chị cũng mua đồ mấy năm trước, mua đồ gỡ cho nó quần áo này kia, thích nhất bà lo không? Bà thương nó lắm. Bên kia cũng chưa có hỗ trợ được một cái gì hết. Thì bên công an hồi nãy cũng có nhắn tin cho em, nào bên chỗ công an có nhắn tin cho em đấy. Rồi sức khỏe của bé nay là tốt rồi không em? Bác sĩ nói từ bây giờ cũng tạm ngày hôm qua mổ ra là bác sĩ nó cũng đã thành công rồi, vẫn ok. Được, con thấy trong người con sao rồi? Dạ, còn đau quá, dịch mổ. Còn đau do đó ha, do dịch mổ. Thì hồi nãy anh bên bên ai là cái con trai mình. Mà anh có những tình hình cho cái tình hình này không? Lật qua đúng. Dạ. Thì mà anh không có quay được cái đó. Dạ. Rồi từ cái bữa mà cái này là cái mặt của thằng đó nè. Từ cái bữa mà xảy ra sự việc xảy ra đó rồi, cái người đó có gọi cho con không? Dạ cũng có hai cuộc mà tại lúc đó không có nghe. Tại vì lúc đó không có mạng. Rồi con có nhắn tin lại không? Dạ con cũng có nhắn tin. Con nhắn tin con hỏi là gọi gì đó. Nó nói cái gì ta? Đây nè, khỏi gần nhớ, đây có sẵn đây nè. Bữa đó nó nhắn tin xong rồi nè, đâu rồi? Ừ, có nhắn nó đọc lên cho ông bà cô chú nghe đi. Đây. Khúc đó nhẹ. Ừ. Muốn ăn thịt em, có bầu cũng làm được, trên 6 tháng mới nghỉ. Trên 6 tháng mới nghỉ. Cái bé này nó trả lời á, lỡ bị gì thì sao, nó trả lời là không có.
bác sĩ cũng bảo là vẫn làm được trên 6 tháng mới bắt nhịp. Là mới nhắn, mới nhắn. Có nghĩa là cái bé kia vẫn biết bé này đã có bầu. Thì cái ngày hôm bữa em đưa mà em bé khám, vẫn có thể là nói với bé này là có thể vẫn có thể là quan hệ được. Không, ý là cái bữa ở trên em đi khám ở trên Bình Dương á, là con bé này phát hiện là có bầu, là em liên lạc, em cho con bé này liên lạc với nó, là nói với con bé đó là bây giờ em có bầu, bây giờ anh tính sao? Thì nó trả lời là con viết bé này, nó nói nếu mà em có bầu thì anh chịu trách nhiệm. Đây cái tin nhắn vẫn còn nè. Nó cho anh. Đây nè, cái này nè. Hello. Những cái đoạn ghi âm vẫn còn nè. Em nói này nè. Nói nhỏ xíu. Cái bữa mà em với anh đi á, rồi nay nhận cái em chạy tháng giờ à. Em có lời rồi sao? Có rồi, rồi nếu sao có rồi là anh hiểu rồi. Hết rồi. Em thử rồi. Ok. Nó kêu con bé này chụp hình gửi cho nó coi. Đấy đó cho ba, thôi khơi. Có nghĩa là bây giờ là cái bé mà 19 tuổi đó đã biết rồi. Biết rồi mà qua ngày hôm sau là con bé này nhập viện vô đây rồi vẫn nhắn tin cố tình là rủ con bé này đi khách sạn tiếp. Mà những cái tin nhắn hồi nãy em đọc cho anh nghe đó, là ngày hôm sau đó. Biết con bé này rồi. Cái đứa em 19 tuổi này là nó không có, nói chung là nó biết là bé đã thì nó biết bầu. Nó biết rồi, cái ghi âm đó là cái ngày còn em còn ở Bình Dương đó. Nó vẫn muốn tiếp tục xâm hại đến bé đúng nữa. Đúng rồi. Nó nói là khi nào thì nói là sau 6 tháng thì mới được ngưng. Ừ. Có nghĩa là khi mà cái bầu mà nó được 6 tháng thì mới được ngưng. Đó, vậy là nói chung là nó cũng đã có những cái gọi là cái sự dụ dỗ bé rồi. Đó. Trong khi bé này mới 12 tuổi. Bé mới 12 tuổi. Dạ, đúng rồi. Nói chung là bé nó không có biết hiểu về những cái gì hết trơn. Nói chung là ở nhà mà cơm nước ăn em phải nấu nè. Đồ có thể là em có bữa thì em phải giặt cho nó. Cũng do cái... Nó giặt không sạch. Cũng gì do gia đình đó, cũng cha mẹ gì thì đó. Thì nó cũng có kể với em là bị cha dượng chửi mắng quá nhiều. Nó kiểu như là nó bức xúc, nó buồn, nó bỏ nó đi gì đó. Đi chơi với bạn bè vậy thôi. Nghĩa là về cha dượng sống thời gian. Đúng rồi. Cha dượng nhậu vô không. Đúng rồi. Giống như chửi bế rất là buồn. Dạ. Nó nặng đó. Nó nặng cái... Nó nặng không đó hả? Mùng 1 con mới đi. Nói chung là thằng Duyên biết á, thì anh trai này á hoàn cảnh khó khăn lắm, còn thằng con được mấy tuổi rồi. 9 tuổi. 9 tuổi mà nó bị bệnh đã dùng thêm lợn rồi, em không tưởng tượng được luôn á. Giờ mà em sợ cũng dám lại gần luôn á. Nó bị bệnh gì quên rồi. Ly thượng bì, bóng nước bẩm sinh. Ly thượng bì, bóng nước bẩm sinh. Rồi lớp lo cho thằng đó, rồi lớp chăm đứa này nữa thì cũng cái khó khăn ha. Cái hôm đợt đó bố cho con mấy trăm đó, rồi con có băng đợt kia đầy đủ hết rồi. Mạnh Thường Quân gửi cho Mạnh Thường Quân gửi cho bố gửi cho con đó, thì kiểu như là băng bọng này kia con có mua sẵn hết rồi, con giữ cái đó lại. Thì con giữ đó lại thì khi hôm Tết là con còn được là con đổi ra được mấy triệu đó, là con còn ăn Tết mua đồ ăn này kia, con còn được 3 triệu mấy là hai cho con lên trảm. Mới con mới lên có được có 10 mấy ngày với nhiêu thì mua đồ ăn này kia nọ dọn con cũng còn được 1 triệu. Xong thì nó bị phát lên vậy đó, là ở trên chảnh là con đi chợ nó đi khám là 700 mấy, rồi còn 300 mấy là con đi xuống đây thôi, là con đưa nó xuống như này luôn. Mà cậu không có tiền mà không phải dám đưa nó, tại vì ở chảnh bác sĩ nói á, nhưng mà để sợ đưa dâm thuốc vàng á thì sợ nó không ấy được, bắt buộc nó có cái gì là không trả tay kịp, thế này chắc phải đưa xuống Từ Vũ đắp. Đó, là con tóc không chở đi luôn. Tiếp theo nữa là nếu mà chi phí phát sinh nữa rồi con sẽ tính như thế nào đây? Bây giờ là con chịu chặn cái gì, con không biết giờ con phải làm sao luôn. Bình thường cái công việc của anh là công việc gì? Nói chung là em hồi bà nội bà cố của con bé này còn sống, bà cố nó mất 3 năm rồi, nó đi làm được thì cũng như đi làm lặt vặt thì ai thế gì mình làm đó. Thì ở dưới quê mà như tới mùa lúa thì mình đi nhặt lúa. Mình quê đâu? Em này quê gốc ở ngoài, em sống giờ hiện giờ em sống đang sống An Giang.
quê gốc ở Cà Mau mà đang sống ở An Giang. An Giang, Cần Thơ, nó giáp ranh nhau vậy nè. Cái thằng An Giang nó đi lên nó chừng khoảng tầm 4 cây thôi. Còn như là có thằng Cần Thơ. Vậy là ở An Giang như là ở gần Thốt Nốt đó hả? Hồi đó em xuống Thốt Nốt là còn khoảng tầm 7 cây à. Em nằm trên đường quốc lộ 80 á. Quốc lộ 80 là cũng gần tới Ô Môn hả? Dạ. Gần tới Ô Môn chưa? Không, quốc lộ 80 là đường về Gạch Giá. Quốc lộ 80 là về Gạch Giá ha? Dạ, đúng rồi. Sao nó cứ dò vào bụng như vậy? Có bốn cái thẹo soi quanh. Không sao, không sao. Không sao, mình chia sẻ. Nhà mình chia sẻ luôn. Mới có vô đây thôi. Thì nói chung là bây giờ mấy anh em nói về cái chuyện này là cái chuyện giống như là trai gái yêu nhau. Nó nếu mà gia đình ở bên kia mà có trách nhiệm á thì cũng bé cũng không có cần lên đây mà để mà. Dạ đúng rồi. Nếu mà cầu cứu đâu, tại vì gia đình ở bên. Nếu mà nó có trách nhiệm mà. Bên bé thì cũng rất là khó khăn. Nếu mà nó có trách nhiệm. Nếu mà bên kia mà biết suy nghĩ á, có thể là giúp đỡ cho bé để mà. Và qua cái thời gian mà bé điều trị thì gia đình cũng khó khăn, thì mong là lên đây chia sẻ lên đây để mong được sự giúp đỡ thôi. Chứ thật sự là cũng không có muốn là bên kia là phải ghe công an này kia đâu. Thì lúc đầu em cũng chưa có muốn là nói về tới công an hết, đúng lúc chung là chưa có muốn hết. Là bên kia người em ta chỉ là bổ trách nhiệm, em chỉ là gọi để thông báo bây giờ là bé nó bị như vậy, mà cháu của gì đã là quen với bé như vậy vậy đó. Bây giờ là xét nghiệm ra là bây giờ là cái hành vi mà quan hệ với trẻ dưới 18 tuổi là đã vi phạm pháp luật rồi. Dạ. Yeah, cho dù có tình cảm hay không thì cái đó cũng là cái điều là vi phạm rồi. Dạ. Yeah. Em cũng có nói luôn là cái những cái ngoài bé bây giờ nó đang có thai ngoài tử cung, mà bác sĩ chẩn đoán là bây giờ là phải đưa lên bệnh viện lớn gấp. Là như vậy đó, thì bà nội của thằng đó có nói với em là đưa bé lên chảnh để lo sức khỏe cho bé trước đi. Thì để ba sắp xếp một bữa hai ba lên mới gặp em với lại gặp bé coi nó như thế nào. Thì từ ngày hôm đó tới ngày hôm nay không có một cuộc điện nào hết, mà cũng không có nhắn tin hỏi thăm mà bé như thế nào luôn. Cái hành vi là con trai đó là 19 tuổi đúng không? Ngày 2 là 2K4 đó, thì hôm nay nếu mà 2K4 là 9. Đúng tháng 19. Đúng tuổi, đúng tháng đúng ngày thì chuyện 19 tuổi. Ông Đô, anh có thể lấy cái hình ảnh của cái người đó cho ông bà cô chú mình xem ha. Con biết người này tên gì không? Dạ, Phạm Gia Lạc. Phạm Văn Lạc ha. Gia Lạc. Phạm Gia Lạc ha. Nó đang Phạm làm Gia Lạc 19 tuổi ha. Nó đang làm ở ngoài Phú Quốc, mà nó làm bên siêu thị. Ừ. Bên siêu thị Phú Quốc. Đó, đây là hình ảnh của cái người mà 19 tuổi đã xâm hại bé Tiên 12 tuổi với cô chú chị. Đó, thì bây giờ hai cha con có cái điều gì mong muốn để mà gửi lên cho cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Thì nói chung là em cũng nhờ mấy anh, cũng nhờ anh chị giúp đỡ cho bé, khi là em cũng là chỉ cần là bây giờ trước mắt là bây giờ bác sĩ đã chưa đóng 5 triệu, mà không biết là tới ngày hôm về thì không biết là có thêm bao nhiêu thì em không biết. Thì em chưa nên nhờ anh chị thương bé thì giúp cho bé cái kinh phí đóng cái số tiền 5 triệu đó, mà chỉ là bao nhiêu đó thôi, thì khi tới về thì tới mức nào thì mình tính tiếp mức ấy nữa. Yeah. Bây giờ thì em cũng chưa biết là bao nhiêu, nhưng chúng là em chỉ lo cho nó, thì trong khi lúc mà bác sĩ đang cần thì thôi. Rồi con có mong muốn gì không? Không biết gì luôn. Mà hôm qua nay game mê rồi, hôm qua nay hỏi nó cũng không biết gì. Không nhận thức được gì. Hỏi nó không nhận thức được đúng không? Hỏi nó thì con có hỏi nó thì con có sợ không, mà nó cũng không trả lời, nó cũng không muốn nói gì. Nó vô nó kể nó nói. Mới lớn rồi gặp như cái việc dân đặt gia tên gì? Gia Lạc. Rồi gặp thanh niên cũng miệng nữa. Đó. Sau lúc đó khi mà vô nhà nghỉ đó, con có lại đặt cửa hay là con la ông sình là nó đè con quá trời. Anh đi.